Thưa quý vị, rạng sáng nay ngày 21 tháng 5, khu dân cư tại Thới Lợi, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ bất ngờ bị hà bá tấn công khiến ít nhất 5 căn nhà đổ sụp xuống sông, hàng chục căn nhà khác bị ảnh hưởng. Hàng trăm người dân đã vội vã bỏ nhà tháo chạy trong hoảng loạn. Vào khoảng 5 giờ 20 phút sáng, người dân ở khu vực này đang ngủ thì bỗng nghe tiếng động mạnh rồi tháo chạy ra ngoài. Tại hiện trường, đoạn sạt lở dài khoảng 50 mét, ăn sâu vào đất liền khoảng 10 mét. Khu vực sạt lở đã tạo ra hố xoáy rất sâu. Người dân địa phương cho biết những căn nhà bị sụp đã xây dựng từ lâu. Các hộ bị ảnh hưởng sống chủ yếu nhờ vào việc mua bán tạp hóa, quần áo. Theo thống kê, có tới 34 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 5 căn nhà bị sụp xuống sông hoàn toàn, 14 căn nhà bị sụp một phần và 15 căn nhà khác bị ảnh hưởng phải di rời. Nhiều đồ đạc có giá trị bị cuốn trôi. Đây là lần thứ 3 xảy ra sạt lở tại khu vực này trong vòng 1 tháng. Theo một số người dân, sau trận mưa to vào chiều qua, tại khu vực này bắt đầu xuất hiện vết nứt đất và dẫn đến sạt lở vào sáng sớm.